người với trên nào công ty trách nhiệm hàng thiết bị khoa học Trang Tiên, hôm nay làm video hướng dẫn sử dụng bằng tàu bảo ảnh của hai mã là HIC390 nè. Đây là thiết kế bên ngoài của tủ, gồm các phím điều khiển nè, công tắc tắt mở đèn và các phím nhóm phím điều khiển cảm biến cũng như là cài đặt nhiệt độ. Phía trên là giao diện hiển thị bằng led bể động ha. Ở đây là có hai đèn để báo nhiệt độ cảm biến, nhiệt độ cảm biến trên, nhiệt độ cảm biến dưới, cũng như đây là nút power alarm dùng để cảnh báo quá nhiệt ha, quá nhiệt cũng như thấp nhiệt. Đây là phía bên trong của tủ ha. Phía bên trong của tủ có hệ thống đèn cũng như hệ thống cảm biến hai hệ thống hai cảm biến phía trên và phía dưới. Đây hệ thống quạt để tản nhiệt. Đây là đèn ha. Phía trong đây là có một cái công tắc để đảm bảo nguồn nuôi cho pin ha. Khi chúng ta nhận được tủ thì chúng ta bật công tắc này lên để đảm bảo nguồn nuôi pin ở đây. Rồi, nên mình sẽ hướng dẫn cài đặt nhiệt độ của tủ ha. Để khi cài đặt nhiệt độ của tủ thì chúng ta sẽ nhấn giữ hai phím. Mình giới thiệu trước về các phím này ha. Các phím này dùng để tắt chế độ cảnh báo. Chế độ cảnh báo sẽ ra khi nhiệt độ cảm biến trên hoặc cảm biến dưới nó vượt quá ngưỡng ha. Cảm biến ngưỡng của tủ này từ 2 đến 8 độ ha. Khi thấp hơn hoặc cao hơn ngưỡng đó thì cảnh báo sẽ bật ha. Ở đây đang là 8 độ nên sẽ bật alarm nhấp nháy ở đây. Nó sẽ phát ra âm thanh tiếng kêu để cảnh báo cho người sử dụng ha. Thì khi đó mình chúng ta nhấn một lần để tắt. Còn phím này dùng để kiểm tra nhiệt độ cảm biến trên và cảm biến dưới đây. Đây, hoặc là nhiệt độ trung bình giữa hai cảm biến. Alarm test dùng để test cái chuông cảnh báo có còn hoạt động được không thì mình nhấn phím này ha. Còn nhóm phím này thì đây là dùng để cài đặt chức năng điều khiển cũng như là các chức năng cài đặt cảm biến chặn trên chặn dưới alarm của máy ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt nhiệt độ bên trong tủ ha. Chúng ta sẽ nhấn giữ nút sensor và nút control ở đây ha. Đây, nhấn giữ trong vòng 5 giây. Nhiệt độ hiện tại là 5 độ ha. Khi chúng ta cài đặt thì chúng ta sẽ nhấn. Đây, chúng ta sẽ sử dụng nút sensor nhấn đi giảm hoặc là nút sensor để tăng nhiệt cài đặt ha. Đây, khi mình đạt được giá trị mong muốn thì mình sẽ buông phím ra, giữ trong vòng buông phím ra để lưu lại cái giá trị này. Lưu lại các giá trị. Máy sẽ nhận cái giá trị là 5 để lưu vào ha. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt cái giá trị khác của tủ như cài đặt ngưỡng nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ cao nhất của tủ ha. Chúng ta sẽ nhấn giữ phím chuyển đổi nhiệt độ ở đây với lại phím on ha. Đến khoảng 5 giây. Nhấn giữ đồng thời hai phím ha. Sẽ hiện thị lên D1. Nó sẽ có các thông số bên trong ha. Rồi, hơi mất rồi. Để mình nhấn lại ha. Nhấn giữ. Nó có cái giá trị D1, D2, D3, D4, D5 thì dùng để set up các giá trị bên trong ha. Nó sẽ có các thông số bên trong để set up như là nhiệt độ cao nhất của tủ cũng như là nhiệt độ thấp nhất của tủ ha. Đây có các khoảng để mình xếp thì ở đây hệ thống nó cũng đã cài đặt sẵn rồi thì chúng ta sẽ can thiệp lại. Ví dụ như nhiệt độ cao nhất đây là khoảng mặc định thì sẽ là 8 độ, nhiệt độ thấp nhất sẽ là 2 độ C ha. Còn cảnh báo nhiệt độ dải cao nhất là từ 6 tới 20 độ, còn dải thấp nhất là từ trừ 5 tới 2 độ ha. Có các điều chỉnh khác của tủ thì về cơ bản hay có các chức năng này ha. Ở đây thì có một cái USB để chúng ta cắm vào lấy dữ liệu data logger về máy ha. Khi mà ta cắm USB vào đây thì sẽ có dữ liệu theo thời gian thực, sẽ có nhiệt độ của tủ theo thời gian thực gửi về USB để lưu lại các giá trị để chúng ta theo dõi tủ cũng như là quy trình của tủ đang hoạt động ha. Nếu các bạn có nhu cầu mua thiết bị liên hệ với số điện thoại 0936607757 để tư vấn kỹ thuật là liên hệ số điện thoại 0938222971. Mình sẽ hướng dẫn cài đặt các nhiệt độ cũng như cảnh báo nhiệt bên trong tủ ha. Sau đó mình sẽ nhấn giữ nút sensor và nút control ở đây ha. Khoảng 5 giây cho đến khi thông số cho màn hình nhấp nháy ha.
Này, khi hấp cháy chúng ta nhấn nhận nút on trong vòng 10 giây nha. 10 giây nó sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ cao nhất của tủ. Nó sẽ ký hiệu bằng SHE ha. Đây, SHE. Nếu mình muốn tăng giảm giá trị thì sẽ có ở đây. Để mình tăng giảm giá trị nè. Thì mình sẽ lưu lại ở giá trị là 8 độ ha, là giá trị cao nhất của tủ. Rồi, sẽ hiển thị SL là giá trị thấp nhất của tủ. Bất tăng thường là mình sẽ để 2 độ ha, mặc định của hãng là 2 độ. Khi mình không điều chỉnh giá trị nó sẽ tự nhả vòng 4 giây, sẽ nhả giá trị khác ha. ALH là sẽ gì, xét ngưỡng cao ha, đây là 8. Sẽ tới là ALL là giá trị ngưỡng thấp. Đây, nó sẽ là 2 theo giá trị mặc định của hãng này. Nó sẽ là 2. Tới AOS để sẽ điều chỉnh giá trị nhiệt bù của máy nén, thì cái này mình sẽ không quan tâm tới, đó là hãng sẽ cài đặt sẵn rồi. Tiếp theo thông số là AD thì cũng là một giá trị của hãng cài đặt theo thông số của máy nén cũng như giá trị về chuẩn về nhiệt bên trong, thì hãng nó cài đặt sẵn là chiều 1, chúng ta sẽ không quan tâm tới giá trị đó, thì chúng ta sẽ cài đặt các nhiệt độ ngưỡng của máy thôi ha.